đúng rồi các bạn đó, thì album Cong là cái chữ cuối cùng của cái album này, khi mà toàn bộ bài hát đã được ekip sản xuất biên soạn đóng gói thành một câu chuyện, và sau đó thì Cong Thiên thì mới tiến hành cô đọng nó lại thành một cái chữ duy nhất, đó là chữ Cong. Thì như mọi người biết là Cong nó có rất là nhiều nghĩa đó. Dạ. Cong nó có rất là nhiều ý nghĩa. Nhưng mà khi mà mọi người nhắc tới chữ Cong thì nhiều người tin rằng là mọi người sẽ nghĩ tới những cái đường mềm mại, những cái tính ngữ như vậy. Khi mà mọi người nhắc tới Cong, mọi người nghĩ tới Cong thì mọi người sẽ nghĩ tới thứ nhất là đường cong, mở rộng ra hơn nữa đó là tính nữ, đó là những sự quyến rũ của phụ nữ, và nghĩ xa hơn nữa đó là những cái mà bọn yêu cảm thấy nếu như những chuẩn mực của chúng ta là thẳng thì tại sao lúc này không cong, tại sao lúc này lại không là một tiếng nói của một người nghệ sĩ thể hiện những cái quan điểm của mình, những cái tính nữ của mình, cũng như là những cái chính kiến của mình trước những cái chuẩn mực rất thẳng của xã hội này. Thì đó là lý do mình không biết được là còn có một cái ý nghĩa nào đó không, chưa đó nó khác và album này và tại sao màu tím mà chị đó em thắc mắc là Cong mà tại sao màu tím mà Milo lại kêu Vinh ngồi đâu ạ? Em suốt ngày em thấy ở trên Instagram là ghi là tím tiên. Tại sao là tím tiên đây? đây xuống luôn. Tại vì chị tiên rất là thích màu tím. Từ xưa tới giờ cái gì đơn giản chị có ít nhất là một thứ màu tím, như là đặt tên chị tiên là tím tiên. Xong rồi chị làm nguyên album màu tím luôn. Thì giống như người ta nói rằng là khi mà cuộc đời cho bạn trái chanh thì hay mình bạn hay gọi là pha với trái chanh á, thì Tiên là người rất là thích nghi. Giờ cứ bắt cái chồng mình là màu tím tiên và mình quyết định là full tím luôn, nhưng mà chắc chắn là sợ bươi là sợ màu tím nha mọi người. Từ cả một cái này Tiên chỉ thấy màu tím là cũng hơi sợ rồi đó. Cảm ơn Miu rất là nhiều vì những chia sẻ, và có thể nói là chắc là đầu tiên mới được chia sẻ cái kiểu mà nó cong 360 độ rồi phải không Tiên? Một chỗ tay thật lớn dành cho Miu và Messi. Lần đầu tiên cho em xin phép gửi lời chào đến tất cả các anh chị quan khách, các anh chị báo chí cũng như là tất cả mọi khán giả có mặt trong buổi show hôm nay với chị Tiên ngày hôm nay ạ. Em quay đúng một vòng. Mình muốn chia sẻ về ca khúc cho anh chị. Thật ra thì đối như mọi người cũng thấy là trong tất cả những cái bài viết trong album nó đều là tập sinh, đều là đùng đùng gốc chát á. Bài nhạc người ta có biết là nguyện cứ đùng đùng gốc chát. Nghe bài là anh cứ ngơi là như buồn đó nha. Thì ý em nói là nhạc tập sinh á. Thì em nghĩ là ở trong mỗi cái người phụ nữ, dù có mạnh mẽ như thế nào, dù có cứng rắn ra làm sao, thì ở trong người phụ nữ sẽ luôn chất chứa một cái cảm giác, một cái cảm xúc hay là một cái tâm trạng rất là yếu đuối, và nó rất là đầy những cái tâm trạng mà nhiều khi là họ chỉ có họ ngồi một mình, cũng chẳng hạn có thể là ngồi một mình ở cái quán bar nào đó, và đến những lúc đấy thì tiếng đàn, rượu, âm nhạc và những thứ đó nó khiến cho cái vỏ bọc cứng rắn bên ngoài của họ nó vỡ ra, để mà một cái người phụ nữ rất là một thân, rất là yếu đuối được xuất hiện. Thì em rất vinh hạnh, em chính là cái người yếu đuối đó. em chính là cái người mà thể hiện cái sự yếu đuối đó của nhân vật trong cái album Cong của chị Cong Thiên hôm qua là khúc đó là em. Và hôm nay em nghĩ đây là cái ca khúc đầu tiên được biết trong album này. Thôi chỉ là một trong những ca khúc đầu tiên rồi.